để xem là cái cà phê đang drama nhất cái Việt Nam này nó như thế nào. Cùng xem thử cà phê muối Chú Long có gì hot nha. Tụi mình là phải cực khổ lắm á để lớp kem muối. Này là cà phê dừa nha mọi người. Lớp kem khá là sánh nha. Đó. Mà cái vị kem ở đây mặn nó cũng hơi bị nặng luôn đó. Nếm vô cái vị kem là nó mặn liền luôn. Để uống thử vị cà phê của quán sao ta. Này cà phê pha sữa nè. Theo mình thì vị cà phê này uống cũng ok lắm. Có nhiều bạn kêu là cà phê muối Chú Long khá là ngọt. Mình thấy cũng bình thường. Hoặc là do là mình mua về á, cho nên là nó nhạt bớt rồi. Ngon á. Nhưng mà drama của Chú Long với người Biên Hòa có vẻ như là không ngon lắm. Cho nên là chúc Chú Long may mắn ở Biên Hòa nha. Chứ mình cũng đu trend cho biết thôi, chứ mình cũng không phải là fan món cà phê muối lắm. Thế rồi, bye bye.